Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. EU chỉ trích kiểu đưa tin cắt xén của Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng cảnh báo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng hãy ngừng kiểu đưa tin cắt xén và không thể chấp nhận được. Về cuộc họp giữa quan chức EU với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương nghị diễn ra trong tuần này, SCMP đưa tin. Thông cáo, báo chí của Trung Quốc đưa ra một báo cáo cắt xén và không cân bằng trong các cuộc thảo luận giữa EU và Trung Quốc. Người phát ngôn đối ngoại của EU, Virginie Batu Henriksen, nói với SCMP, đề cập tới cuộc họp giữa ông Joseph Borrell, quan chức ngoại giao cấp cao của EU và ông Vương Nghị được truyền thông Trung Quốc đưa tin theo hướng EU đang tìm cách đối ngoại và hợp tác với Trung Quốc. Theo SCMP, cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh EU đang có kế hoạch mới nhằm ngăn chặn các chiến dịch thao túng thông tin xuất hiện trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ các hãng truyền thông phục vụ chính quyền Trung Quốc và Nga người biểu tình sát công khai ủng hộ Đài Loan. Vào tối thứ ba, khoảng 3.000 người xác đã tập trung tại một trung tâm cũ của thủ đô Pragu. Trong cuộc biểu tình mới nhất của phong trào sinh viên một triệu người chống lại nạn tham nhũng, nhiều người biểu tình đã bày tỏ tình cảm với Đài Loan, điều ít thấy trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng gia tăng sức ép buộc các thực thể quốc tế phải thừa nhận Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời của họ. Taiwan News cho hay, nhiều người tham gia cuộc biểu tình này cầm cờ Đài Loan và những tấm biểu ngữ cảm ơn đảo quốc vì giúp đỡ xét trong dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo CNA, có 9 người, 9.000 người xét đã ký tên vào một bản kiến nghị vinh danh. Đài Loan cũng theo Taiwan News, Chủ tịch Thượng viện xét ông Milo VICE-SO đã lên kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng 8 tới đây. Mỹ đặt yêu cầu bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên. Hoa Kỳ đã nói với Triều Tiên rằng việc cải thiện các điều kiện về nhân quyền của Bình Nhưỡng, bao gồm việc chính quyền Bắc Hàn phải tôn trọng tự do tôn giáo là cơ sở để hai nước bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, một báo cáo về vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Tư theo Yonhap. Theo báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế RFR của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2019, chính quyền Triều Tiên tiếp tục từ chối quyền tự do tôn giáo của người dân và có những hành vi bạo lực cấu thành tội ác chống lại loài người. Trong các cuộc họp với các quan chức Triều Tiên, chính phủ Hoa Kỳ luôn nói rõ rằng bình thường hóa quan hệ sẽ đòi hỏi Bắc Hàn phải giải quyết vấn đề quyền con người, bao gồm cả sự tự do tôn giáo, RFR viết. Có các báo cáo cho thấy chính phủ này tiếp tục cư xử hà khắc với những người tham gia vào hoạt động tôn giáo, thể hiện có các vụ hành quyết, tra tấn, đánh đập và bắt giữ, RFR viết không thể tiếp cận và thiếu thông tin kịp thời từ quốc gia này tiếp tục khiến việc tìm hiểu các vụ bắt giữ và đàn áp trở nên khó khăn. Trung Quốc lũ lụt lớn hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Hàng trăm ngàn người ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn sau khi lũ lụt lớn gây ra sự tàn phá trên toàn khu vực. Fox News đưa tin hôm thứ Tư. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết có khoảng 228.000 người đã buộc phải tìm nơi trú ẩn khẩn cấp sau khi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt lớn. Đã có 6 người thiệt mạng và một người mất tích sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất ở Quảng Tây. Một video chia sẻ trên Internet hôm thứ Ba cho thấy một ngôi nhà ở tỉnh này đã bị đổ sụp do mưa lớn. Hãng truyền thông nhà nước China Daily cho biết 7 người được báo cáo đã chết vì lũ lụt tại tỉnh Hồ Nam. Trận mưa lụt đã phá hủy khoảng 1.300 ngôi nhà với thiệt hại ban đầu, ước tính lên tới hơn 500 triệu USD. Các quan chức Trung Quốc cho biết sau những cơn mưa, 110 con sông ở 8 vùng đã dâng lên trên mực nước lũ. Thủ tướng Iraq tuyên bố cứng rắn về IS nhóm nhà nước hồi giáo is sẽ không bao giờ tái chiếm được lãnh thổ iraq thủ tướng iraq mustafa al kahimi đã đưa ra khẳng định này hôm thứ tư trong chuyến thăm tỉnh mosul được thuộc miền bắc iraq theo ap chuyến thăm của ông al kahimi diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của phiến quân is gia tăng trong thời gian gần đây và các lực lượng thuộc liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang rút quân theo kế hoạch khỏi Iraq. Chuyến thăm của chúng tôi tới Mosul là để gửi một thông điệp tới IS, những gì đã xảy ra sẽ không được phép lặp lại. Ông Khatimi nói với các phóng viên đi cùng. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư cho thấy hai mối quan tâm cấp bách nhất của cư dân Mosul là việc làm và nhu cầu cải thiện an ninh AP cho hay IS vẫn có khả năng tấn công ở khắp miền Bắc Iraq. Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế, Mỹ chỉ trích Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019, bất chấp hiến pháp quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế được công bố vào sáng ngày mùng 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp sự tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận dưới nhiều hình thức, đó là sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Tài sản đất đai của họ bị nhà nước thu hồi theo báo cáo, những sách nhiễu đàn áp tôn giáo diễn ra ở các địa phương như Tây Nguyên, vùng người theo đạo Thiên Chúa, của người Mông ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, nơi có nhiều người theo tin lành và công giáo. Những truy bức của chính quyền đã khiến khoảng từ 250 đến 300 người ở Thượng, ở Tây Nguyên phải chạy lánh nạn sang Campuchia và Thái Lan kể từ năm 2017. Trở lại đây, theo thống kê của chính phủ Mỹ, Zoom khóa tài khoản nhóm hoạt động gốc Hoa ở Mỹ sau cuộc họp Thiên An Môn. Zoom, hãng cung cấp dịch vụ kết nối hội họp qua video online khổng lồ đã tạm ngưng tài khoản của một nhóm các nhà hoạt động Trung Quốc ở Mỹ sau khi họ tổ chức một buổi họp trên Zoom để tưởng niệm sự kiện đàn áp Thiên An Môn nhóm Humanitarian China có tài khoản của họ đã bị đóng chỉ vài ngày sau khi sau sự kiện trên diễn ra với sự tham dự của khoảng 250 người, trong đó có một số nhà hoạt động kết nối từ Trung Quốc. dùng có tài khoản bị đóng theo luật pháp địa phương. Tài khoản này sau đó đã được mở lại. Khi một cuộc họp được tổ chức với sự tham gia từ nhiều quốc gia khác nhau, người dự ở các nước đó được yêu cầu phải tuân thủ luật pháp địa phương nơi họ đang có mặt. Dùng nói trong một tuyên bố được gửi qua email cho các cơ quan báo chí. Chúng tôi muốn hạn chế các hoạt hành động cần phải làm để đáp ứng tuân thủ luật pháp địa phương và tiếp tục xem xét cải thiện trong vấn đề này, tuyên bố của Zoom viết. Nhu cầu sử dụng dịch vụ của Zoom đã tăng vọt do tình trạng phong tỏa ở nhiều nơi trên thế giới hãng đã đang phải đối diện với việc đánh giá an ninh an toàn bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư trong số các vấn đề này là việc được gọi là zoom bombing dội bom cuộc họp zoom khi những vị khách không mời dùng hình thức tin tặc để nhảy vào các cuộc họp đôi khi đăng các nội dung phân biệt chủng tộc chủng tộc hăm dọa hoặc mang tính khiêu dầm thủ tướng úc không đánh mất giá trị để đáp trả sự chèn ép của Trung Quốc. Khi được hỏi liệu Úc có thực hiện việc trả đũa nhằm trong hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông không sợ hãi hoặc chịu thua trước sự cưỡng bức ép đó. Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng sau khi Úc kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ nguồn gốc và sự lây lan của virus corona. Tại đại hội của Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng trước, Úc và Liên minh Châu Âu đã vận động thành công việc mở cuộc điều tra độc lập về đại dịch Covid-19. Hôm thứ ba vừa qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc nói rằng sinh viên nước này cần cân nhắc lại việc chọn du học tại Úc đây được coi là một sự đe dọa vào ngành giáo dục quốc tế vốn mang về 38 tỷ USD, tức là 613.000 tỷ đồng, 26 tỷ USD, mỗi năm cho sư sở Kangaroo. Chúng ta là một quốc gia có nền thương mại mở. Bạn ạ, à, nhưng tôi không bao giờ hy sinh các giá trị của chúng ta chỉ để đáp lại sự ép buộc từ bất cứ đâu ông Morrison nói trong cuộc phỏng vấn trên đài 2GB hôm thứ Năm. Trong những tuần này, gần đây, Trung Quốc đã cấm nhập thịt bò Úc và áp thuế lên lúa mạch nhập từ quốc gia châu Đại Dương. Bộ Thương mại Trung Quốc trong quyết định ngày 18 tháng 5 đã áp thuế chống bán giá 73,6% và thuế chống trợ cấp 6,9% lên lúa mạch nhập khẩu từ Úc Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 và có thời hạn 5 năm. Ký ức và chế độ nô lệ ở Mỹ, tổng thống Trump và chủ tịch Hạ viện đối đầu. Phong trào chống kỳ thị chủng tộc dấy lên sau cái chết của người da đen George Floyd tiếp tục làm bùng lên một mâu thuẫn lớn khác trong xã hội Hoa Kỳ, ký ức liên quan đến chế độ nô lệ hôm qua ngày mùng 10 tây tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi đưa tượng tướng lĩnh ủng hộ chế độ nô lệ thời nội chiến ra khỏi nhà quốc hội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump bác đề nghị đặt lại tên các căn cứ quân sự Mỹ vinh danh tướng lĩnh phe bảo vệ chế độ nô lệ. Qua Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cực lực phản đối việc đổi tên 10 căn cứ quân sự mang tên các thủ lĩnh của các bang bảo vệ chế độ nô lệ trong thời kỳ nội chiến (1986-1865). Ông Donald Trump nhấn mạnh rằng đây là các di sản vĩ đại của nước Mỹ và việc đổi tên là sự xúc phạm đến các quân nhân, đến quân đội. Thông báo của Tổng thống Mỹ kép lại khả năng đổi tên một số căn cứ quân sự theo đề xuất trước đó các bộ trưởng quốc phòng Mark Esper nhằm tìm kiếm hòa giải trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề chủng tộc đang dâng lên tại Mỹ trong khi đó chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi trong một bức thư gửi đến ủy ban phụ trách quản lý tượng của Quốc hội đã yêu cầu rút bỏ 11 tượng tướng lĩnh và quân nhân của Liên minh miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ. Bà Pelosi giải thích các bức tượng này là biểu tượng cho lòng hận thù chứ không phải di sản. Tập đoàn Mỹ sắp thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người Tập đoàn Johnson Johnson J&J của Mỹ hôm 10 tây tháng 6 thông báo sẽ xúc tiến thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người vào nửa sau của tháng 7, tức sớm hơn 2 tháng so với dự định. Quyết định của J&J được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất thuốc này đang gấp rút phát triển một loại vaccine ngăn ngừa virus đã làm hàng triệu người nhiễm trên thế giới. Công ty này đã ký hợp đồng với chính phủ Mỹ để cung cấp hơn 1 tỷ liều vaccine cho tới hết năm 2021, trước cả khi J&J có bằng chứng về sự hiệu nghiệm của loại vaccine này. Tin cho hay khoảng 1.045 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 55 và cả những người trên 65 tuổi sẽ tham gia cuộc thử nghiệm. Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Mỹ và Bỉ. Công ty cũng đang thương thảo với Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ về việc thử nghiệm giai đoạn sau với quy mô lớn hơn trước kế hoạch và điều đó phụ thuộc vào kết quả của đợt thử nghiệm sớm cũng như vào việc kế hoạch được cơ quan hữu trách thông qua. Báo Philippines có thể hiện Trung Quốc vì bít sông Mekong. Tờ báo ngôi sao Philippines, The Philippines Star Hôm 10 tây tháng 6, đăng bài viết phân tích rằng các nước Đông Nam Á có thể kiện Trung Quốc vì cố tình ngăn chặn dòng chảy của sông Mekong, dẫn đến tình trạng khô hạn nghiêm trọng ở các nước cuối dòng, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc đang tàn phá hàng triệu người Đông Nam Á bằng cách bóp nghẹt sông Mekong, có thể kiện họ ra Liên hiệp quốc, bài báo nhận định. Bài báo cho rằng các hiệp ước quốc tế có thể khiến buộc Trung Quốc phải bồi thường và bị trừng phạt. Sự bành trướng quá mức trên phạm vi toàn cầu của các nhà cầm quyền, cộng sản ở Bắc Kinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 sẽ khiến Trung Quốc bị cô lập. Bài báo nhận định, 11 con đập ở phía Trung Quốc trên sông Mê Công đã làm khô các trang trại ở hạ nguồn tại Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào. Bài báo cho biết, tình trạng ngập mặn đang hủy hoại đồng bằng sông Cửu Củ Long của Việt Nam khi nước biển xâm nhập vào các dòng chảy khô cạn. Các hành động của Bắc Kinh vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật sử dụng trong điều hướng đối với các dòng nước quốc tế. Báo ngôi sao Philippines phân tích, theo Điều 7, các quốc gia gây thiệt hại phải bồi thường cho những quốc gia có chung nguồn nước. Lưỡng đảng Hoa Kỳ phản đối phong trào trói tay cảnh sát. Ý tưởng trói tay cảnh sát trên toàn nước Mỹ đã nhận được sự chỉ trích từ đông đảo các thành viên hàng đầu và cả của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Phong trào đòi trói tay cảnh sát trên được đưa ra trong bối cảnh xảy ra những cuộc biểu tình ở nước Mỹ theo sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Theo Washington Times, ý tưởng này được thúc đẩy bởi hai thành viên Đảng Dân Chủ là dân biểu Ihan Omar của bang Minnesota và nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của thành phố New York. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mạnh mẽ chỉ trích ý tưởng nhằm làm suy yếu quyền hành pháp của cảnh sát Mỹ. Ông nói sẽ không có chuyện trói tay cảnh sát, sẽ không có chuyện giải tán cảnh sát của chúng ta ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, cũng lên tiếng phản đối ý tưởng trói tay này. Trong một cuộc phỏng vấn của CBS, ông Biden nói, tôi không ủng hộ việc trói tay cảnh sát. Tôi ủng hộ cấp các điều kiện thuận tiện cho cảnh sát dựa trên việc liệu họ đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản nhất định về đạo đức nghề nghiệp và danh dự hay không. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng bác bỏ ý tưởng ban đầu được vài thành viên dân chủ cổ suý. Kính thưa quý vị, điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Xin kính chúc quý vị và toàn thể gia đình và thân nhân được một ngày bình an và hạnh phúc.